Chào các bác nhá. Siêu thị ô tô Hải Dương hôm nay trân trọng giới thiệu tới tất cả các bác một cái mẫu xe đời cao chạy lướt mà giá tiền thì chỉ bằng những chiếc xe mà những chiếc xe cũ thôi các bác ạ, những chiếc xe mà phân khúc hạng A, hạng B đấy ạ. Đấy, mẫu xe rất là mới luôn. Sản xuất năm 2019 các bác nhá. 2019, một mẫu xe Nhật rất là bền lành, tiết kiệm. Máy động cơ chỉ có 1.5 thôi. Đấy. Tầm khoảng 5 đến 6 lít trên 100 km đối với chiếc xe này. Đây, đây là mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà máy công bố này, 4,6 lít này cho đến 5 lít, nhiều nhất mới là chỉ có 7 lít thôi. Đúng không ạ? Những chiếc xe đời cao thì các bác biết là luôn luôn thiết kế những động cơ nó khác biệt, nó đã cải tiến, đúng không ạ? Nội thất của xe thì rất là rộng rãi các bác nhá. Đây, khoảng cách giữa cái hàng ghế trên với hàng ghế rất là rộng này. Đây là mẫu xe 5 chỗ ngồi. Đây, các bác xem những cái phần ốc nhái, những cái con bu lông, ốc vít này, vẫn còn chấm sơn này, đánh dấu ba màu này các bác này. Đấy, xanh, đỏ rồi trắng này. Mẫu này là mẫu Nissan các bác nhá. Đây các bác nhìn xem vô lăng. Đấy, vô lăng của xe là không bị mòn tí nào luôn. Một chiếc xe chạy rất là ít. Lốp theo xe vẫn còn nguyên. Đấy, lốp theo xe vẫn còn nhá. Màn hình Android các bác nhá. Đấy, màn hình Android. Vào được cả mạng nữa luôn. Đây củ số đây. Đấy, chiếc này xe này bản số sàn. Động cơ là máy 1.5. Mang tên là Nissan Sunny các bác ạ. Còn lên form mới rồi. Đấy, có la răng đúc nguyên bản theo xe, có phanh ABS các bác nhá. Đấy, lốp đây, lốp theo xe vẫn còn rất là dày đây các bác xem này. Đấy, lốp theo xe vẫn rất là dày. Em và các bác mình đi một vòng xung quanh để ngắm biết về hình dáng của chiếc xe Nissan Sunny này nhá. Đấy, 2019 thì cái form nó có sự khác biệt so với những cái chiếc xe mà đời cũ, form cũ đúng không ạ? Đấy, khác biệt rất là nhiều rồi. Xe long lanh các bác nhá. Đây, cặp đèn pha xịn nguyên theo xe. Đấy, mặt nạ ga lăng của xe được ốp lốp rất là sáng. Chiếc xe biển Hà Nội, tên tư nhân, một chủ từ mới, một chủ mua đập hộp các bác nhá. Đăng kiểm của xe tháng 4 năm 23 luôn. Đây là form dáng bên ngoài. Dòng xe Nissan Sunny này nó sẽ dài hơn nhá, nó dài hơn, nó rộng hơn Vios. Đấy, dài rộng hơn Vios rất là nhiều. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cái sự dài rộng thì mình lựa chọn chiếc xe này rất là ok, phù hợp đúng không ạ? Vios mà đời 2019 các bác phải bỏ mua tầm khoảng lấy quanh 400 triệu. Thế nhưng mà chiếc xe này thì các bác mua chỉ với giá là nhô 300 triệu một ít thôi là các bác đã có thể là mua nó rồi nhá. Đấy, đây là phần nội thất bên trong. Đại thì các bác thấy em đang quay sơ sơ qua về hình dáng từ lỗ ngoại thất. Đấy, đối với chiếc xe này, xe đẹp nguyên zin các bác nhá. Để cam kết cho các bác là những vấn đề lỗi bảo hành cho các bác luôn về những vấn đề lỗi nhá. Chiếc xe này vẫn còn bảo hành tại nhà máy và bảo hành tại siêu thị luôn. Nên là các bác mình mua xe yên tâm, yên tâm khi dùng đối với mẫu xe này nhá. Và biển này thì bác nào không thích mình có thể là sang biển, sang tên hết có mấy triệu thôi. Đấy, hết có tầm khoảng sát chục triệu thôi các bác nhá. Hoặc là mình để nguyên biển làm công chứng ủy quyền đi được rồi. Đấy, chiếc xe mới tông màu bạc và nội thất là màu kem. Còn rất là nhiều những mẫu khác nữa. Đấy, cho các bác đến lựa chọn. Hôm nay ngày đẹp thì siêu thị đã giao cho khách là hơn chục con luôn. Nó chục con trong ngày hôm nay. Đấy, quá tuyệt vời. Vừa chủ nhật vừa ngày đẹp nữa đúng không ạ? Bây giờ em mời các bác xem chi tiết về cái mẫu xe mang tên là Nissan này nhá. Bên em thì có mua, có bán, có trao đổi xe. Đấy. Bác nào mà có xe thì đổi, mang em đổi cho. Đấy, có xe thì bán em mua cho nhá, giá hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Bên em bán ra thì giá cũng hợp lý và nhập vào cũng giá hợp lý cho các bác. Đấy, bây giờ em quay chi tiết này. Đấy, các bác xem. Xe vẫn còn đẹp long lanh nhá. Đấy. Mới kính cong luôn. Keo chỉ của xe là không bị mất phần nào cả. Keo chỉ mà bị mất thì những chiếc xe đấy nó sẽ bị va. Đấy, nó sẽ bị va các bác nhá. Sẽ bị mất cái phần keo chỉ này này. Đấy, các bác đi xem xe ô tô thì mình hãy để ý cho em cái keo chỉ. Đấy, những con bu lông ở đây là, đây con nhìn này, rất là mới. Sơn zin của xe còn rất là nhiều. Lòng trong sơn zin chăm chăm. Bốn kính điện. Đây, bốn kính của xe được điều chỉnh bằng điện tất và bốn kính điện của xe được nằm ở đây. Đây là chốt khóa trung tâm, đây là chốt trẻ em. Các bác nhá. Đấy, em cũng sẽ giới thiệu kỹ như vậy để các bác mình nhất là mình vừa lắm được tình hình của chiếc xe và hiểu thêm về xe.
đây là hệ thống gương kính chỉnh điện, đây là gương nhá, đây là gương, đây là mở xăng này, mở cốp này, đấy, các bác còn mở cốp sau nằm ở đây, đấy. Bộ ghế da là màu kem, đấy, thông tin của xe được làm ở đây, các bác nhá, đấy, bọc ba rất đẹp này, tất cả bu lông cánh cửa là chưa bị tháo, máy số của xe là zin nguyên, đấy. Máy số của xe zin nguyên, chưa động chạm gì nhá, đấy, còn kèo cũng vậy, còn kèo không bị mất được một cái đinh nào cả. 2019 cơ mà, đúng không ạ? Không phải là đời 2000 mấy đâu. Cho nên là các bác mình yên tâm nhá. Các bác xem hình thức hình thức của chiếc xe trên clip này của em để mình nắm được về tình trạng cũng như là độ mới của chiếc xe. Đấy, bác nào quan tâm thì mình nhấc máy gọi điện bên em để được chốt giá nhá. Được chốt giá tốt. Đấy, giá thì bên em vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng giữa hai bên. Các bác mình thiện chí nhiệt tình thì cứ alo cho em. Đây, túi khí nằm ở giữa vô lăng và đây logo này, logo xe rất là mới này. Các bác nhìn những cái cạnh của vô lăng này, đấy, nó không bị bóng mờ bóng mòn cả đúng không ạ? Đấy, không bị bóng mờ mòn gì. Đây đây này, rất là mới. Đây là phần đồng hồ của chiếc xe các bác nhá. Đấy, xe chạy mới có mấy vạn thôi, rất là ít. Cái cửa gió điều hòa của chiếc xe là không bị gãy vỡ, không bị thiếu đồ. Đấy, màn hình Android, âm thanh nghe rất là hay. Hệ thống điều hòa lóng lạnh đầy đủ các bác nhá. Côn số lái nhẹ nhàng. Chiếc xe này các bác mình mua về là không phải làm bất cứ gì cả, mua về là dùng ngay thôi. Đấy, bộ ghế da đẹp. Sàn của xe thì cũng đã được nốt sàn da rồi. Và có cái tấm nốt nữa ở trên nữa. Đấy, các bác nhá. Các bác xem. Đây, keo chỉ cánh cửa tiếp theo nữa này các bác này. Đấy. Đấy, những con bu lông này, ba con bu lông này. Tất cả những cái phần gân được nhà máy dập nổi ở trên đây vẫn còn nguyên nhá. Bên em bao lỗi cho các bác luôn. Đấy, cam kết của bảo hành cho các bác. Đấy, cam kết bảo hành cho các bác về những cái vấn đề lỗi, như lỗi đâm đụng, lỗi ngập nước, lỗi máy, lỗi số, lỗi giấy tờ là các bác mình yên tâm về những vấn đề đấy nhá. Đấy, sai các bác thì mình cứ mang xe đến siêu thị bên em nhận xe và trả đủ tiền cho các bác luôn. Các bác có thể là dẫn thợ hoặc là cho là test hãng thoải mái các bác nhá. Đối với chiếc xe này, đây, sàn của xe đây, tất cả những cái chân ghế này các bác nhìn này. Đấy, trong này thì có thiết kế cửa gió thổi về phía sau. Đấy, chỗ này là vị trí tì tay này, đây mình có thể là kéo xuống nhá. Đây, rất mới đúng không ạ? Cửa đóng êm và nhẹ nhàng, tôn vỏ gõ tất cả đều kêu như này nhá. Đấy, xung quanh đều kêu như này, to con hết. Và chạy dòng xe Sunny này nó sẽ đầm hơn, nó sẽ êm hơn, độ cách âm ồn nó tốt hơn Vios đấy ạ. Đấy, bác nào mà chưa biết về dòng này thì mình hãy tìm hiểu thêm nhá. Đấy, nước sơn của xe rất là bóng mượt đúng không ạ? Bác về mình có thể là đánh bóng thêm. Đây là phía sau, đây cảm biến phía sau đây. Đây đèn tên của chiếc xe nhá, và đèn đèn hậu này, đèn hậu rất là mới này. Đấy, có cam đùi này. Con này bản XL nha các bác, cốp sau rất là rộng. Trước này các bác mà mình mua về về những vấn đề đi nhiều này, hoặc là mình đi nhiều hoặc là mình chạy dịch vụ rất ok, xăng cộ rất là ít luôn. Đấy, sơn xi đẹp. Dòng này thì bền rồi, rất là bền và rất là lành nữa, kinh tế nữa đúng không ạ? Đây các bác xem, quay sát quay gần quay chi tiết mời các bác xem nhá. Đây lốp này, các bác xem lốp zin nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, các bác cùng ngắm. Bên em toàn lựa chọn xe đẹp về và phục vụ các bác, quay lên cho các bác xem. Bác nào đúng chân mẫu nào thì chỉ việc bàn về giá thôi, không bàn về chất nhé. Trước khi lấy mẫu nào về thì bên em đều kiểm tra hết rồi. Đây các bác nhìn này, rất là mới đúng không ạ?
Những mẫu này thì các bác mình chỉ bàn về giá thôi. Rồi ok, em đóng cửa lại. Tất cả kính của xe đều là kính zin nhá. Đấy, đều là kính zin. Kính của xe thì cũng được dán phim cách nhiệt rồi. Đấy. Tay lắm cửa được ốp lốp. Rồi tiếp tục các bác xem nốt cho em cái cánh này. Tất cả phần cánh của xe rất là tươi, sáng đúng không ạ? Rất là gần và chi tiết. Các bác xem video rồi mình muốn xem thêm hình ảnh thì mình hãy kết nối Zalo cho bên em nhé, để bên em gửi hình ảnh chi tiết cho các bác xem. Về vấn đề sang tên đổi chủ, bên em hỗ trợ vận chuyển thì bên em cũng hỗ trợ luôn. Các bác mà mình muốn sang tên đổi chủ thì cứ alo cho bên em bất cứ lúc nào, sau này cũng được. Các bác mua về mình cứ để nguyên biển, sau này sang tên cũng được, cứ alo cho bên em nhé. Bên em có thể là hỗ trợ qua điện thoại, có thể là các bác gửi về cho bên em để bên em rút cho, rút hồ sơ và sang tên cho các bác nhá. Bên em sẽ hỗ trợ để được các bác luôn. Và vấn đề ship xe đấy, trong đợt này thì em biết các bác cũng ngại đi lại đúng không ạ, ngại đi sang tỉnh khác, thì bên em có chương trình ship xe tận nhà nhá. Ship xe tận nơi, tận nhà. Các bác kiểm tra xe mà mình thấy ưng thì mình mua, không ưng thì bên em đánh về. Đây là khóa của chiếc xe này đấy. Có mở cốp này, có báo động này, rồi có mở chốt khóa này. Các bác nhá. Đây là cốp đồ này. Đấy, đây cốp đồ các bác nhá. Đây, trên đây cũng là cốp đồ luôn. Nội thất vẫn rất là thơm tho, thơm đặc trưng của những chiếc xe mới đấy ạ. Đây đăng kiểm đây. Vâng thì em tiến hành quay cho các bác xem cái phần vỏ bên ngoài nhá. Đấy, các bác cũng ngắm kỹ hơn nữa. Đây lốp là răng nữa đây. Gầm sàn sáng đẹp, tiếp sẽ quay gầm luôn, mời các bác xem. Chỗ này có camera này các bác này. Đấy, có camera nhá. Camera rất là nhiều, bên kia cũng vậy. Rồi ok, em quay đến phần gầm, mời các bác đây. Đấy, chỉ có hiện tượng là bẩn thôi. Nói chung là bẩn thì không tránh được đúng không ạ? Đây gầm đây. Không bị mốc méo gì nhá. Hạn mọt. Hạn gì mục mọt thì không nói đến rồi. Vì những mẫu xe đời cao này rất là khó. Biển Hà Nội thì các bác yên tâm là không mục mọt được đúng không ạ? Đây tất cả những cái phần ba bô lê, các bác nhìn này. Những cái phần ba bô lê của xe đinh tán này. Nguyên hết. Sợ những chiếc xe đi vùng núi thôi đúng không ạ, hay bị kém gầm. Vâng, ngay sau đây thì em mời các bác xem đến động cơ. Đấy, đến động cơ của xe nhá. Máy 1.5, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy như mới luôn, đây em mở các bác xem này. Các bác nhớ đăng ký kênh, nhớ nhấn theo dõi nữa để xem những mẫu xe khác, những cái mẫu xe mà siêu thị ô tô Hải Dương nhập về các bác nhá. Đây là địa chỉ và hai số điện thoại, các bác mình hãy liên hệ cho em theo hai số này. Gần 200 đầu xe, mình cứ đăng ký kênh đi, cứ nhấn theo dõi và nhấn follow đi. Thì không bây giờ mua thì lúc khác mua. Các bác cứ tham khảo trên trên màn hình nhỏ của các bác đã, đúng không ạ? Đây các bác ơi, đây. Những con bu lông ở cabo là cũng chưa bị vặn tháo nhá. Đấy, chưa bị vặn tháo. Đấy, cabo đây, gân guốc còn nguyên hết này, tem còn nguyên này. Đúng không ạ? Tem còn nguyên. Đây, khoang máy đây. Máy rất là mới luôn. Các bác nhìn này. Chấm sơn màu trắng, màu đỏ nguyên hết này. Đấy. Trong đây là cục phanh ABS các bác nhá. Kìa kìa. Đấy. Vâng thì các bác cũng đã xem xong cái chiếc xe này rồi đấy ạ. Các bác hãy liên hệ cho bên em để được giải đáp những vấn đề thắc mắc, những cái thông tin cần thiết các bác nhé.
Và đặc biệt là giá cả thì vì hai bên có thể thương lượng để làm sao có một mức giá hợp lý nhất. Và các bác mua được da nào các bác cứ bảo bên em. Bên em thấy có lãi, lãi chút, có công là bên em sẽ để cho các bác thôi. Đấy, các bác nhá. Và giá thì em cũng đã có ghi ở tiêu đề rồi, hoặc là phần mô tả rồi. Vâng, em đã quay xong. Xin được cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ. Xin chào tạm biệt ạ.